cuốn sách Bí mật hồi sinh. Các câu hỏi thường gặp. một Liệu nước hay chất thải có thể bơm ngược lên trên ruột non, dạ dày hay miệng được không? Trả lời, không thể. Do phần tiếp xúc giữa đại tràng và ruột non có vang, gọi là vang hồi, sẽ chặn tất cả nước dưới đại tràng lại và chỉ mở khi thức ăn tiêu hóa xong ở ruột non từ động đẩy xuống. 2. Làm xúc ruột hàng ngày có sợ bị lệ thuộc vào phương pháp này không? Trả lời, không, thực tế chứng minh hệ tiêu hóa càng sạch thì đại tràng hoạt động càng tốt. Tôi đã sốt ruột hơn 2 năm liên tục hàng ngày, có thời gian 2 lần một ngày. Hiện nay thì đại tràng của tôi hoạt động cực kỳ chính xác, đúng giờ và theo lượng thực phẩm ăn vào. 3. Tại sao sốt ruột xong có lúc tôi cảm thấy hoa mắt, choáng? Trả lời Hiện tượng này xảy ra khi áp lực khí và nước trong dạ dày thay đổi đột ngột do bơm nước vào. Nó cũng thể hiện đại tràng đó bị bí khí nên chất thải nhiều. Một số lần chất thải thoát ra nhanh khiến cơ thể hơi bị sốc. Nếu gặp hiện tượng đó, nghỉ ngơi một lúc, cơ thể sẽ bình thường. 4. Thời gian súc ruột tốt nhất là lúc nào? Nếu bạn thực hiện một lần một ngày, nên sốt ruột vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể thải độc và dành năng lượng bên trong để sửa chữa và tái tạo lại các tế bào trong đêm. 5. Tôi có thể xúc ruột bao nhiêu lần trong ngày? Tùy thể trạng và lượng độc tố bên trong, bạn có thể xúc ruột nhiều hơn 2 lần trong ngày. Một số bệnh nhân ung thư được điều trị kèm theo liệu pháp xúc ruột được khuyên làm 2 giờ một lần để hỗ trợ gan thải độc do gan của họ rất yếu. 6. Lượng nước đưa vào một lần hay tổng lượng nước trong một ca xúc ruột quan trọng hơn? Trả lời, đừng cố gắng đưa 1,9 lít nước vào theo nhiều tài liệu khác, mà hãy chú trọng vào tổng lượng nước bạn đưa vào trong mỗi ca xúc ruột. Thông thường, thời gian làm kỹ phải khoảng 45 đến 60 phút một lần. Nước cho vào, xả ra lại cho vào, cứ như vậy đến khi bạn thấy bụng nhẹ nhàng. 7. Nguồn gốc của liệu pháp sốt ruột có từ đâu? Trả lời, hiện chưa xác định rõ nguồn gốc của liệu pháp này, nhưng trong một văn bản cổ cách đây hơn 2.000 năm, Chúa chê đã dạy người bệnh chữa lành bằng cách rửa ruột bằng nước. 8. Tại sao sốt ruột và chuyển đổi chế độ ăn gây ra chướng bụng và khó đi vệ sinh tự nhiên? Trả lời, trong trường hợp hệ tiêu hóa và cơ thể của bạn có quá nhiều chất độc axit màng nhầy, khi bạn chuyển qua chế độ ăn nhiều thực phẩm mang tính kiềm như trái cây và rau củ tươi sống hay nước ép của chúng, các chất độc sẽ phản ứng với thực phẩm kiềm tạo ra hiện tượng chướng bụng khó tiêu. Nhưng điều này sẽ giảm dần khi chất độc bên trong cơ thể được loại bỏ nhiều hơn. Để giải quyết tình trạng này, bạn cần phải có thời gian chuyển đổi chế độ từ thực phẩm chính sang dạng rau để cơ thể quen dần. Ngoài ra thì có thể bạn vẫn còn ăn nhiều các thực phẩm không có chất xơ như gạo trắng, bột mì trắng, đạm. Những loại thực phẩm này tạo ra nhiều chất độc axit phản ứng lại với các thực phẩm mang tính kiềm. 9. Các thực phẩm không tốt cho đại tràng là những loại nào? Trả lời, các thực phẩm chế biến như tinh bột, ngũ cốc, đường, sữa, trứng, đạm và chất béo đều để lại nhiều chất thải độc hại sau quá trình trao đổi. Hạn chế những thực phẩm này càng nhiều càng tốt để đảm bảo hiệu quả chữa lành đại tràng. Tinh bột hay ngũ cốc nếu dùng phải ở dạng nguyên cám, vỏ để đảm bảo có chất xơ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Họ nhà đậu và các loại hạt chỉ ăn vừa đủ và dùng nhiều hơn trong mùa đông. 10. Các thực phẩm tốt cho đại tràng là những loại nào? Trả lời các thực phẩm trái cây và rau củ quả tươi sống và nước ép của chúng rất tốt cho đại tràng. Một số loại trái cây cô cũng giúp nhuận tràng. 11. Làm thế nào để đại tràng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh tự nhiên? Trả lời. Hệ tiêu hóa trong đó có đại tràng của bạn đã tiêu thụ lượng thực phẩm sai lầm lớn trong khoảng thời gian rất dài, do đó nó cần thời gian để hồi phục. Bạn cần phải kết hợp súc ruột, tập luyện với chế độ ăn khoa học, gồm nhiều nước ép trái cây và rau củ quả, cũng như món sinh tố hay salad của chúng, và đôi khi rau hấp luộc trong một khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng để đảm bảo đại tràng hồi phục hình dáng ban đầu của nó. Hết cuốn sách Bí mật hồi sinh Đại tràng chìa khóa cho cuộc sống không bệnh tật và tràn đầy sinh lực. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.